Chào mừng các bác anh em quay trở lại với kênh Zero của ZK Audio. Ở cái video này thì em muốn nhấn mạnh rằng một cái mẫu sản phẩm của Q5 Pro này này đã được tích hợp thêm có cả Bluetooth nhá. Có thêm Bluetooth nó rất là tiện ích cho các anh em khi sử dụng cái đầu giải mã kết nối cổng quang USB. Thì chúng ta có thêm cái tính năng Bluetooth thì chúng ta có thể ở xa điều chỉnh nhạc cũng như là ghép nối ghép đôi với điện thoại của chúng ta. Cái Q5 Pro này nó sẽ có Bluetooth. Còn về cái quy trình cũng như là ấy thì nó vẫn vậy. Nó vẫn có những cái đường PC USB này, optical coaxial này và nguồn điện 12V. Thì sử dụng phím mềm nhé, phím mềm các anh em có thể chuyển này, chuyển chế độ. Nếu mà ấn vào mà giữ khoảng 5 đến 10 giây thì sẽ là tắt hoặc bật nguồn. Còn ấn chuyển đây thì sẽ chuyển chế độ. Hiện tại em đang nghe chế độ cổng quang thì sẽ chuyển sang OPT, còn là USB này, BT này. Nếu mà chúng ta muốn bắt Bluetooth thì chúng ta sẽ ra bên Bluetooth này. Đối với con này sử dụng rất là dễ dàng cực kỳ, và đặc biệt con này cái chiết áp này nó sẽ tăng to nhỏ được nhá, volume to nhỏ nó giống hết con bản X7 nữa. Ở cạnh đây thì em có để con X7 đây, và giá X7 thì nó cũng hiện nay thì cũng chỉ có 3,5 triệu thôi, 3,5 triệu đồng. Còn là bản Q5 Pro này thì giá của nó thì các anh em có thể tham khảo trên website cũng như là fanpage của bên công ty chúng em, báo giá công khai các anh em. Volume thì tăng to nhỏ được trên cái bản Q5 Pro này. Đặc biệt là nó sẽ có cái dâu anten để chúng ta bắt Bluetooth nó khỏe. Chúng ta có thể đi lên tầng 2, tầng 3 có thể điều khiển kết nối điện thoại của chúng ta với con Q5 Pro này. Nó thật sự là hiện tại ra nó quá là hữu ích luôn. Với cái công nghệ như hiện nay càng ngày càng cải tiến rất là mạnh mẽ, phát triển mạnh mẽ như thế này nó quá hữu ích. Trên bản X7 này của chúng em thì cũng là dòng giải mã cao cấp, giải mã lên 32 bit, chip xử lý rất là nhanh. Toàn bộ thân vỏ bằng nhôm, tản nhiệt rất là tốt nhé các anh em ạ. Tản nhiệt rất là tốt trên cái bản này. Ok, giờ em tăng volume lên thì chúng ta nghe. Đấy các bạn nghe. Các bạn nghe khi mà qua hệ giải mã thì nó sẽ ổn định cái nguồn tín hiệu đi lúc nào ổn định. Nó có những cái bản nhạc nó xấu, hoặc có những cái bản nhạc nó tươi, nó tiếng nó to, bản nhạc xấu, tiếng nó xấu, nó bé. Nhưng mà khi qua những con giải mã như Q5 Pro hoặc là con X7 thì tiếng nhạc lúc nào cũng ổn định. Tiếp tục em chuyển sang con X7. Nếu để mà như mà dàn cái thiết bị âm thanh các anh em nào phải nghe tinh thì nó sẽ thấy được cái sự khác biệt. Tiếng bass nó rất là sâu trên cái những cái bản đầu giải mã này. Những cái này nó sẽ giải quyết tốt cho cái nhu cầu của chúng ta khi mà sử dụng âm ly hay là vang nó không có cổng quang thì chúng ta ghép nối qua điện thoại. Hoặc là ghép nối với TV thì hai bản này sẽ hỗ trợ tốt, và đặc biệt là nó sẽ giải mã cũng như là đọc mã xử lý rất là nhanh. Chip của nó xử lý rất là nhanh về cái những cái file nhạc rất là xấu trên YouTube hiện nay. Để các anh em xem 10 bài khi sử dụng những cái bản giải mã Q5 hoặc là X7 như thế này thì các anh em nghe 10 bài như nhau cả 10. Nhưng khi các bác anh em nghe nhạc trên YouTube xuống mà không có những cái đầu giải mã hỗ trợ này thì các bác nghe thì sẽ 10 bài thì sẽ chỉ được 5 đến 6 bài hay, còn lại là sẽ không hay. Chính vì vậy chúng ta những cái thương hiệu nắm bắt được cái thị yếu cũng như cái nhu cầu nghe nhạc chất lượng cao như vậy thì họ ra những sản phẩm như này. Giống như các anh em đang ở nhà, các anh em nghe nhạc CD, nghe nhạc đĩa CD và nghe nhạc mạng thì các anh em sẽ phân biệt rõ ràng luôn. Đấy, cái nhạc đĩa CD nó hay, nó trong sáng, nó tươi tắn như thế nào thì các anh em nghe nhạc trên YouTube khi qua những cái đầu giải mã này thì nó sẽ như vậy. Với cái bản này của chúng em đây, bản X7 thì nó sẽ có cái bề rộng hơn so với cái Q5 và X6. Bản Q5 này của chúng em là bản nâng cấp cao cấp nhá. Bản này sẽ được tích hợp thêm
Bluetooth cho bản Q5, và cái chiếc áp volume của nó có thể tăng giảm to nhỏ được. Ok, và sau đây em sẽ dừng video đóng hàng cho hai bác khách hàng bên chúng nhé. Anh Lan anh ở Thanh Hóa và anh Hưng anh ở Quảng Ninh. Hai đơn hàng, anh Hưng thì đặt cho mình con X7 và anh Quang Anh thì đặt cho mình con Q5 Pro. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip sau nhé.